사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 Hello, chào mừng các bạn quay trở lại channel mình nhau ở The Channel Wish. Hôm nay tôi sẽ mang đến cho các bạn một cái bộ son mà trời ơi đã đình đám năm trước rất là lâu. Đấy là bộ son 3CE. Và nhìn cái màu này các bạn nghĩ đến cái thời mà Lily May Mark kết hợp với 3CE làm cái bộ son 3CE Lily May Mark đúng không? Cái màu 909, hãy nói với tôi đi nào. Năm trai anh em cho tôi biết cái màu 909. Best luôn ấy, thời đấy kiểu săn lùng mua bằng được. Và năm nay thì 3CE ra mắt thêm 3 cái màu mới, là màu 226, 227 và 228. Thì ba cái này ấy, nó vẫn là thiết kế kiểu kim loại bóng như thế này. Mình chưa hề xài, mình các bạn đã còn tem niêm yết này, còn mới nguyên nha. Còn mình chờ để mình làm một cái video clip vừa soát trực tiếp và vừa nói chuyện với các bạn luôn. Bởi vì có thể nói là 3CE luôn là một cái gì đấy mà thật ra là chất lượng nó không phải kiểu the best lắm, nhưng mà cái màu sắc của 3CE luôn rất là tuyệt vời. Và đây là một cái phiên bản mà không phải là kết hợp với Lily Mark nữa. Chỉ trên này sẽ ghi là Style Nada và 3CE đây. Ok, đầu tiên thì mình sẽ dùng màu 226 Brunch Time. Thì vẫn là một cái thiết kế các bạn biết rồi đấy, rất là đẹp. Kiểu mạ vàng hồng long lánh, nhưng mà dấu vân tay ở trên thỏi son này nó bám rất là ghê. Đẹp thì đẹp nhưng mà phải muốn giữ này thì phải lau chùi thường xuyên, không vân tay lên nó sẽ rất là bẩn. Đặc biệt là khi mà mình tô son xong á, mình thường có cái kiểu như là dùng tay để thoa lại thì sau đấy sẽ bị cái kiểu đụng vào thân son nó rất là bẩn. Đấy nên là luôn luôn phải thủ khăn ướt để mà lau cái son này. Nếu mà mình muốn giữ thì mình vẫn rất thích thiết kế cái kiểu tráng gương như này. Wow! Ê! Nhìn này nhìn nó kiểu son nhìn nó mịn, cái màu này nhìn nó mịn ấy. Đây là một cái màu kiểu nâu ấy. Trời ơi. Son thì vẫn không có mùi các bạn ạ. Để xem nào, màu này lên đẹp như nào nào. Trời ơi mình nóng lòng ghê luôn á. Wow. Màu đẹp á. Trời ơi màu này sang ghê. Đánh lòng môi này. Bạn nhìn thấy kỹ không? Đánh lòng môi này thì mình chỉ cần quẹt một cái là thấy nó mịn luôn á. Xong bây giờ mình sẽ đánh lần lớp thứ hai. Cảm giác của mình ấy là cái son này nó kiểu nó rất là dít, đúng không? Mình lướt qua môi á, nó dít và nó, nhưng mà nó mềm, nó kiểu nó rất là mềm và mịn. Nhưng mà lên môi thì nó sẽ để lại khá là nhiều cái vân môi rất là rõ. Mặc dù môi mình không phải là thuộc dạng khô nha, và mình có xài một chút son dưỡng rồi, nhưng mà son thì thật sự là rất là mịn, siêu mịn luôn. Và cái màu này thì mình không biết nói thế nào. Màu rất đẹp luôn. Không biết nói sao về em 226 này nữa. Đây là một cái màu mà có chút đỏ nhưng mà tông nâu nhiều ấy, kiểu nâu gạch ấy. Trời ơi bao đẹp bao sang á. Đẹp đúng không? Cái màu này đẹp quá. Mỗi không hiểu sao cái bộ sưu tập này mỗi lần ra chỉ có ra ba màu thôi á, không có ra hơn, không thích ra hơn, thấy mới xịn. Ok, bây giờ mình sẽ tẩy đi. Và để xem là cái độ, mình sẽ dùng nước tẩy trang để tẩy son để xem là cái độ bám son này nó đến đâu. Tẩy đi này. Đây, dùng tẩy trang thì đi nó vẫn á. Điên dĩ nhiên là nó sạch nhưng mà cái màu nó vẫn còn đọng lại một chút trên môi các bạn. Màu nó vẫn còn đọng lại một chút. Tiếp đến là màu 227. 227 so với 226 thì cũng là cái tông nâu đấy, nhưng mà nó đậm màu hơn một chút thì phải. Trời ơi, bạn nào mà thích kiểu son tông nâu cuồng luôn á. Hay nói cho tôi biết đi, màu siêu đẹp đúng không? Các bạn nhìn thấy không, màu này lòng môi đánh siêu đẹp. Đây là cái màu mà nâu gạch đậm hơn cái màu lúc nãy, nó nhiều đỏ hơn, hơi một chút cam. Trời ơi đẹp quá. Đẹp ghê luôn á. Đánh phun môi nhá. We'll be right back.
cái màu này ấy, thật sự là rất là đẹp. Mình không có một cái từ nào có thể để chê được cái màu sắc của cái này nữa. Nó cái này nhá, vừa có thể trang điểm cá tính này, vừa có thể trang điểm cho cái mùa lễ hội, ví dụ như là đợt Noel này, dùng cái màu son này. Nó vừa có một cái gì đấy vintage, rất là classic, lại cũng mùa sang luôn á. Trời ơi, mùa 2027 này nó đẹp luôn à. Đẹp quá, đẹp quá. Đúng là vẫn chỉ muốn chê ở một điểm là son ba xe luôn rất khô môi ý. Càng ngày thì mình càng cảm thấy cái rãnh môi của mình nó khô, lộ ra rất là rõ ràng. Chắc là tại vì là mình đánh son đi xong mình tẩy son là nữa, cho nên là nó bị như thế. Nhưng mà bù lại cái màu sắc mắt đẹp, một cái bước cải tiến nữa của ba xe đấy là nó không còn bị bột bột như cái thủa ngày xưa với cái dòng son thỏ ấy. Nhưng mà màu đẹp có thể tha thứ, thật là đánh khô môi lắm, nhưng mà màu đẹp. We go, but in the middle, nãy giờ hai cái màu son này thực sự không hề gây thất vọng cho mình một chút nào. Được cái ấy, là cái màu môi cơ bản của mình là nó không bị thâm bợt ấy, nó là bị hồng. Nên là mình nhiều khi ấy mà mình thêm một cái bay son mà khi mà tẩy chưa hết thì là mình phải luôn luôn phải dạng phấn lên để mình tô son để làm swatch ấy, bởi vì không là cái môi của mình nó sẽ bị base hồng lên rất là nhiều, khổ ghê. Nên các bạn lại bảo là do mình đánh son sai màu, nhưng không phải, do môi của mình base hồng hơn môi của các bạn. Môi của mình bình thường là nó không bị tái, nó hơi hồng hồng sẵn rồi á. Ok, màu cuối cùng là màu 228. Đây là một cái màu đỏ hơn cái màu lúc nãy. Ta-da. Thấy không? Thì cái này là 226, 227, 228. Thì cái tông màu nó sẽ tăng dần. Thì ở đây là đầu trên cái này là chỗ nâu gạch nhạt nhất, xong đến cái này nâu gạch đậm hơn, đậm hơn. Còn cái này là đậm hơn nữa. Đánh lòng môi đẹp quá luôn á. Hiện tại thì mình đánh lòng môi thì mình thấy nó hơi đỏ cam một chút xíu đây. Mình lại gần cho các bạn thấy. Nó hơi đỏ cam một chút đúng không? Đấy. Bây giờ đánh full môi lên xem màu sắc thực sự là nó như nào. Màu đẹp quá. Màu đẹp dã man luôn. Trời ơi, tôi nhìn nó trong gương tôi mê. Cái màu này là tôi muốn đi bạt thi ngay bây giờ luôn các bạn. Kiểu hoặc là có thể khoác lên mình những cái bộ đồ lộng lẫy để đi dự ngay một cái gì đấy nó lộng lẫy kiêu sa. Trời ơi. Cái màu này là một cái màu mà nó đang có đỏ cam lên nhiều hơn so với những cái màu còn lại, nhưng nó vẫn có base nâu và nó max đẹp. Nó không phải là cái tông tối trong cái kiểu đỏ rượu pha với nâu và nó tối xuống nữa, mà nó làm đỏ pha cam và pha nâu. Nguyên cái bộ này nó làm cái base là cam và nâu. Các bạn biết rồi đấy, ba cái level màu này các bạn xài cái nào cũng đẹp luôn. Không biết là chê cái nào, chỉ chê mỗi cái là son vẫn rất khô môi. Nãy giờ nói quá nhiều rồi, còn sao ta, màu đẹp nhất. Nếu mà full môi thì mình thích 228 nhất, còn nếu mà là đánh lòng môi thì mình thích 227 hơn. Còn full môi theo cái kiểu để make up kiểu một cái ngày đông, bằng ngày đông mà hơi kiểu bằng bạc, tông hơi nâu nâu vàng vàng ấy. Tôi ý là mình là tông hơi nâu nâu cam cam nhẹ nhẹ ấy, thì các bạn chọn màu 22226 nhá. Trời ơi, bao xịn. Này, mình sẽ gần cho các bạn nhìn nữa. Nếu mà các bạn cứ bặm bặm môi ấy thì các bạn sẽ thấy là nó không bị cấn, nó không bị gợn, không bị cặn cái gì cả. Là nó son này rất là mịn. Tuy nhiên thì sẽ cảm thấy cái sự khô môi rất là rõ rệt. Môi mình hiện tại là vừa có son dưỡng nhá, thì mình mít qua mít lại á. Ok. Nhưng mà nếu để một thời gian khoảng vài tiếng sau, mình đoán là cái chất son này nó sẽ khô và các bạn, nó sẽ rít hơn rất là nhiều. Các bạn sẽ không thể bọng môi theo kiểu như thế được nữa. Vẫn là cái điểm chê là khô môi và lộ vân môi, lộ rãnh môi. Nhưng mà màu thì ba xe là vô địch trong lòng mình. Kiểu mình thích nhất màu của ba xe. Và cái giá thành thì các bạn biết đấy, son ba xe lúc nào nó cũng giá nó mắc hơn với cái dòng son thông thường mà các bạn hay sử dụng, ví dụ tầm khoảng 200.000 gì đấy. Đối với mình cái thời sinh viên á, để bỏ ra khoảng 300.000, 300-400.000 để mua một thỏi son, với mình nó cũng là một sự đắn đo rất là nhiều rồi. Thì mình biết là cái thời đấy mình mua được một thỏi son ba xe là mình cũng kiểu vui lắm, vui chắc vui cả tuần luôn á. Nhưng mà mình vẫn chọn mua ba xe các bạn ạ. Mặc dù biết khô môi nhưng mà vì màu quá đẹp và lại thiết kế lại đẹp nữa. Đây, cái thiết kế này thì bao nhiêu người khen, bao nhiêu người chê thì mình không muốn nói quá nhiều. Nhưng đối với mình thì mình luôn luôn yêu cái này. Mình bỏ trong túi thôi mình cũng thích.
hoặc là mọi người hỏi mình dùng son gì mình dùng ba xe lily mấy mát cái thời ngày xưa, trời ơi. Các bạn biết ở ngoài Hà Nội, hồi đấy mình còn ở Hà Nội nhá, mình có cái thỏi son đấy mà cái đợt mà nó không thể mua được cái son đấy nữa rồi ấy, vì bản đấy bản limited ấy, kiểu như thấy mình rút cái son đấy ra á mà mọi người kiểu nhiều nó có người anh kiểu làm sao mua được nữa, kiểu mình vui các bạn đấy, đấy các bạn. Nói chung là mình biết là rất nhiều người có cái cảm giác đấy, là khi mà sở hữu được một cái thỏi son mình thích rồi, rồi nó làm vật trang trí đẹp cho mình mà nó cho mình một cái màu sắc rất là đẹp nữa thì cảm giác rất là vui, vui như Tết luôn á. Ok, và cái video clip này mình đoán là sẽ dài hơn mọi clip short son bình thường, nhưng mà hy vọng là các bạn sẽ thích cái video này. Và có bất kỳ điều gì thì comment phía dưới cũng như là những cái kinh nghiệm dùng son cho mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau và bye bye.